Những hình ảnh gây bàn tán về mối quan hệ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu và người đẹp Doãn Hải My. Đoàn Văn Hậu chưa từng lên tiếng giải thích về mối quan hệ với người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2020. Đầu tháng 10 năm 2020, cầu thủ Đoàn Văn Hậu vừa nghi án âm thầm tìm hiểu người đẹp Doãn Hải My. Trong thời điểm đó, mỹ nhân 10X đang tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và cũng nhanh chóng lên tiếng cho biết mình và anh ấy không thân thiết, chúng mình quen biết qua gia đình thôi. Doãn Hải My vướng tin đồn hẹn hò Văn Hậu ngay trong thời điểm đang thi Hoa hậu Việt Nam. Thế nhưng trong ngày Hoa hậu Việt Nam diễn ra vòng bán kết, Văn Hậu lại chia sẻ khoảnh khắc tươi tắn kèm lời nhắn nhủ: "Hãy tin vào chính mình, cục cưng." Cư dân mạng nghi ngờ dòng trạng thái này của anh dành để cổ vũ cho người tình tin đồn. Đến đêm chung kết xếp hạng, cầu thủ sinh năm 1999 gây chú ý khi xuất hiện ở hàng ghế VIP để theo dõi toàn bộ các phần dự thi. Khi Doãn Hải My chỉ đạt giải phụ, người đẹp tài năng và lọt top 10 chung cuộc, Văn Hậu đã tiến thẳng lên sân khấu để tặng hoa và an ủi người đẹp. Khoảng thời gian sau này, Doãn Hải My và cầu thủ gốc Thái Bình vẫn thường xuyên né tránh trả lời truyền thông những câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm. Nhưng ngược lại với sự kín tiếng, cặp đôi này lại để lộ những khoảnh khắc gây bàn tán. Liên tục tương tác trên mạng xã hội, Đoàn Văn Hậu còn thoải mái gặp gỡ và chụp hình với người thân của Doãn Hải My. Cả hai còn bị phát hiện check-in cùng một địa điểm và chỉnh tông màu ảnh giống nhau rồi chia sẻ trên mạng xã hội ở chế độ công khai. Văn Hậu xuất hiện và động viên khi Doãn Hải My trở top 5 Hoa hậu Việt Nam. Cả hai bị phát hiện cùng check-in ở một địa điểm, thậm chí chỉnh tông màu ảnh giống nhau. Văn Hậu còn vui vẻ gặp gỡ, chụp hình cùng em trai của người yêu tin đồn. Và cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.